Ngày 14 tháng 8, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo kết luận thanh tra về chấp hành các quy định của pháp luật tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, xác định nhiều thiếu sót vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, cho thuê đất, quản lý tài chính. Theo Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch và sao cấp phép xây dựng đối với một số chủ đầu tư dự án, công trình còn chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép chậm khắc phục. Nhà máy J-Build Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ cao Điện Quang, tổng công ty công nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho thuê đất không phù hợp với quy hoạch xây dựng, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 7 dự án còn hiệu lực đến thời điểm thanh tra. Thanh tra còn xác định việc ký hợp đồng cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê không đúng đối tượng, không đúng hình thức pháp luật quy định. Thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bất hợp lý, không lập phương án giá đất sát giá thị trường để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Từ kết luận thanh tra, Chánh thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị và đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cơ bản thống nhất chỉ đạo giao trưởng ban quản lý khu công nghệ cao tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm vi phạm, đồng thời phối hợp với thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, chấn chỉnh khắc phục ngay, xử lý nghiêm, dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng trong khu công nghệ cao.